pháo hoa phiên bản nhà làm. Thay vì làm pháo bông mừng Tết, gia chủ chơi luôn pháo bóng cho vừa tiết kiệm chi phí mà lại có tính sáng tạo. Bên cạnh thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu ngày Tết bánh chưng xanh, một món ăn tinh thần không thể thiếu được đó chính là tiếng pháo giao thừa. Pháo hoa trong dịp năm mới không chỉ mang ý nghĩa xua đuổi tà ác mà còn là sự mong chờ một năm mới thật nhiều bình an và may mắn trong cuộc sống. Thế nhưng việc tàng trữ, sản xuất pháo nổ trái phép là vi phạm pháp luật. Đúng, đúng. Thế nên gia chủ này đã vô cùng sáng tạo, cũng là pháo đấy, nhưng pháo này nó khác biệt lắm. Hả? Cái dài quá. Đúng là pháo hoa nhà làm, nổ như nhà làm các ông ạ. Nói chứ nghe tiếng nổ cũng thấy vui tai. Gia chủ này cũng biết cách tự tạo niềm vui cho người thân của mình. Không gì hạnh phúc hơn là khoảnh khắc được sum họp bên gia đình vào những ngày cuối năm như vậy. Các bạn nghĩ sao về sự sáng tạo của gia chủ này? Comment ngay cho TV Trends được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.